Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có nhiều biến chuyển đang xảy ra ở Hoa Kỳ. Nhất là chỉ còn có 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ gọi là midterm election. Cho nên có nhiều biến chuyển chúng ta sẽ bàn luận với nhau và chia sẻ. Kính thưa quý vị, trước hết là câu chuyện liên quan đến 5.200 binh sĩ của Hoa Kỳ đã được lệnh của Tổng thống Donald Trump điều đến vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Thi Cơ trong hai ngày qua. Theo như dự tính, lời tuyên bố của ông tướng uh, Bộ Tư lệnh miền Bắc của quân đội Hoa Kỳ là ông tướng Vessel nói một câu rằng là từ hôm nay cho đến cuối tuần chúng ta sẽ hoàn tất 5.200 binh sĩ trong đó có bao gồm cả 3 tiểu đoàn công binh tác chiến sẽ thiết lập những cái hàng rào và những cái phòng vệ bởi vì quý vị biết rằng là biên giới của Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ từ San Diego qua đến Texas, McAllen có tất cả 48 trạm biên giới mở cửa qua lại giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Đây là lệnh của Tổng thống Donald Trump mới tuyên bố vào ngày thứ tư vừa qua và sau khi Tổng thống nói rằng là cái con số báo cáo của cái đoàn người di dân của miền Trung Mỹ từ Honduras, Guatemala, El Salvador vào đến Mỹ Tây rồi qua đến Hoa Kỳ có thể lên đến không phải 5.000 người, 3.000 người mà có thể lên đến trên 10.000 người là vì 12 ngày qua một đoàn đầu tiên đã thành hình ở Honduras và Guatemala và 10 ngày qua thì lại có một đoàn thứ nhì quý vị thấy không đoàn thứ nhất chưa đến Hoa Kỳ nhưng đoàn thứ nhì đã thành lập và đoàn thứ nhì thì ít hơn nhưng mà nghe nói đến giờ này cũng trên 3.000. Thế tổng cộng lại cả hai đoàn là trên 10.000 rồi. Nếu không muốn nói là 12, 13.000. Vì vậy cho nên tổng thống bảo cái con số một quân sĩ của Hoa Kỳ sẽ được điều đến cái vùng biên giới này có thể lên đến 15.000 người. Và cả hải lục không quân, nghĩa nghĩa là cả không quân, các đơn vị về trực thăng của biên phòng sẽ được gia tăng rồi cái đơn vị công binh quý vị biết rằng trong công binh nó có hai ngành một cái gọi là công binh kiến tạo tiếng mỹ nó dùng cái chữ gọi là cb chắc quý vị còn nhớ cb là chữ viết tắt của chữ c và chữ b chữ c nó là construction chữ b đó là battalion mà nó cũng lại là một cách chơi chữ ở trong tiếng anh c là biển b là ong thì cb là các toán ong biển của quân lực của hoa kỳ chuyên xây dựng lắp cầu cống không vận và tất cả những nơi bị phá hủy của địch quân thì các đơn vị CB này được gửi đến để bắt những cái cầu không vận và những cái đơn vị gọi là trên đường bộ cũng như là trên đường thủy đặc biệt là vấn đề xây dựng những cái khu lều chắc quý vị còn nhớ ngày hôm qua trong một cái cuộc uh, diễn hành biểu dương lực lượng của đảng cộng hòa ở thành tiểu bang Indiana Tổng thống Donald Trump tuyên bố là chúng ta Khi được ký giả hỏi Là thưa Tổng thống về cái vấn đề đoàn người Nó quá đông như vậy Rồi nó đến biên giới Rồi đúng theo luật của Hoa Kỳ Nó sẽ tình tuần tự đi vào biên giới Để nó xin asylum là vì Hiến pháp của Hoa Kỳ đã quy định Những công dân của ngoại quốc Nước nào mà bị đàn áp, bị khủng bố Bởi các cái chế độ độc tài Hay là các cái chế độ tham nhũng Bất nhân sẽ có quyền được nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ gọi là political asylum. Đến giây phút đó, cái người mà được xin political asylum này sẽ được hợp pháp hay không và được cấp phát I-94, tức là một cái mẫu dành cho những người tị nạn về chính trị, tị nạn về những cái xã hội độc tài vân vân. Thì con số có thể lên đến cả chục ngàn người, hai ba chục ngàn người trong tương lai. Bởi vì quý vị biết rằng là từ ngày mà ông Obama ông phát động cái phong trào cái này nói thẳng là Obama chúng tôi đã thưa với quý vị trong phần tin ngày hôm qua 2011 cái số người đến Hoa Kỳ chỉ có vào khoảng 300.000 người nhưng mà đến 2016 là cái năm cuối cùng của ông Obama nó lên đến gần 700.000 người quý vị thấy không đây là một cái sự thao túng của cái đảng dân chủ nói chung và riêng cá nhân Obama nói riêng là vì ông ta có chủ trương như thế này mà ông ngày hôm qua Ông Donald Trump nói rằng Ông ấy bảo cứ âm thầm cho nó đi vào nước Mỹ Rồi nó nộp đơn Và nếu có bị bắt đi nữa Thì sau khi ra tòa Cũng vẫn được thả để chờ ngày ra tòa quyết định về số phận ở sai lầm. Nhưng mà theo như thống kê tổng thống Donald Trump nói ngày hôm qua, thống kê của sở di trú cũng như là Homeland Security cho biết rằng là chỉ có 3% trong tổng số 100% những người xin tị nạn chính trị bị bắt rồi được thả ra nó có cái chiến thuật gọi là catch and release bắt và thả đó là đường lối của Obama tại sao vậy vì bắt và thả nó lợi cho cái người di dân bất hợp pháp 10 người bắt chỉ có ba người trở lại một trăm người bắt chỉ có ba chục người trở lại tòa để xin được phán quyết của tòa về vấn đề tị nạn chính trị hay không còn 97% kia nó chuồn Hòa nhập vào cái xã hội của Hoa Kỳ Quý vị có nhìn thấy những cái chỗ Home Depot Và những cái chỗ công ty xây dựng lớn Đều có những người mẽ đứng để mà Chờ người Việt Nam đến Đón về để làm công việc vườn tược Công việc xây dựng cất nhà cửa vân vân Với giá vào khoảng 5-10 đồng đô la một giờ Đấy là dĩ vãng Còn bây giờ quý vị đi thêm mấy cái ông mẽ Thế Cơ này không phải là 10 giờ đồng hay là 9 đồng. Bây giờ họ căn cứ vào cái luật mới của California, mặc dù California hoàn toàn chưa có thực hiện. Nhưng bây giờ quý vị sờ đến những cái ông mễ tê cơ ăn no vác nặng này, họ đòi 15 đô la một giờ, cho đến 20 đô la một giờ. Họ bảo vì sao? Vì họ còn phải trả tiền cho cô dô tể. Tức là khi họ gia nhập, di cư vào trong miền Nam của Cali, họ phải trả lại cho cái bọn lái buôn, cái bọn cô hồn đưa người qua biên giới tốn trung bình 2.000 cho đến 7.000 đô la một người. Tùy theo cái mức độ gần hay xa. Nếu đi từ Tijuana về Cali về San Diego tốn vào khoảng độ 2.000. Nhưng nếu đi về từ Guatemala rồi về đến qua uh, Tijuana, số tiền có thể lên đến 7.000. Lý do là vì họ còn phải đi tàu bay. Họ sẽ đi tàu bay từ bên Guatemala về đến Thihoa Nà của mẹ rồi từ Thihoa Nà họ mới đi bộ qua biên giới đi vào San Diego. Do đó cái số tiền nó đắt và đó là lý do những cái ông mẹ này bây giờ ông căn cứ vào cái luật Cali đang đòi 15 đồng một giờ. Ông những người Việt Nam muốn ông bây giờ phải 15 đến 20 đô la một giờ. Trở lại vấn đề cái đoàn người này nó đông đảo cho nên Tổng thống Donald Trump tuyên bố ba điều. Thứ nhất sau khi ông nghe tin là tụi uh, băng đảng Trà trộn vào trong cái đám người di dân này Bắn giết nhau Chết mất một người ở Biên giới Guatemala và Mexico Ở thành phố Juma Như chúng tôi thưa với quý vị trong bản tin ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump bảo rằng Như vậy chứng tỏ tụi này là bạo động Không phải là đoàn người hiền lành Những người đi tìm đời sống mới Mà bọn này là băng đảng Ông dùng cái chữ Thugs Tức là cái bọn thảo khấu Cướp của giết người của rừng rú Thì ông nói rằng nếu gặp những cái bọn Thugs này mà nó bắn mình có quyền bắn trả Ra lệnh cho lính Hoa Kỳ có quyền bắn trả Không có sợ mang tiếng là giết người Là vì ông nói rằng cái hành động mà cái bọn lưu manh này mà nó lấy đá ném vào cảnh sát bẫy thi cơ làm cho ba bốn người cảnh sát bị thương giống như là lấy súng đại liên bắn vào chúng ta cho nên chúng ta có quyền súng đại liên chúng ta có quyền đáp trả bằng những cái súng ống mà chúng ta có. Đó là điều thứ nhất. Nếu bọn di dân đến biên giới mà vi phạm luật pháp, hành hung hay là lấy đá ném trọi hay là đưa ra những cái chai gọi là bom Molotov, tức là những cái chai bom chai thì chúng ta có quyền bắn. Câu số 2. Nếu như các cái đoàn di dân này mà họ qua một cách hợp pháp mà đông quá thì chúng ta có quyền lập những cái trại gọi là tent city vì thế mà quân đội mới được lệnh di tản ba tiểu đoàn công binh kiến tạo và đồng thời công binh tác chiến nó gọi là combat engineer battalion đó là tiếng anh nó dùng như thế ba đơn vị công binh kiến tạo và tác chiến này sẽ thường trực ở biên giới để có thể ngăn cản 15.000 người hoặc hơn của cái đoàn người di dân Trung Mỹ. Câu thứ ba, nếu như cái bọn di dân này mà nó vượt qua mà bị bắt, thì chúng ta sẽ không cần phải đợi tòa án nữa, chúng ta sẽ cho chúng cho trên xe trở về bên kia biên giới, giải quyết một cách nhanh gọn và nhẹ, không có cái màn như Obama, ông nói thẳng. Ông ta không dùng cái chữ Obama, ông ta dùng cái chữ không có cái chính sách gọi là bắt rồi thả, bắt rồi thả để chúng nó hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ, đánh lận con đen. Đây là một cái sự thất bại và một cái chính sách không thể là áp dụng được. Chúng ta phải chấm dứt. Thì với cái chính sách đó thì chúng ta bây giờ đoàn di dân của Trung Mỹ cũng còn cách biên giới vài trăm cây số. Mà một khi họ đến thì chúng ta sẽ sẵn sàng để có thể đón tiếp họ rồi câu chuyện thứ hai chúng ta có với nhau hôm nay là vấn đề kinh tế hoa kỳ tuyệt vời chỉ còn có bốn ngày nữa là bầu cử giữa nhiệm kỳ mà thượng đế đã ban cho tổng thống donald trump sự khôn ngoan lãnh đạo quốc gia một cách thành công tốt đẹp chúng ta không dùng những cái chữ cao xa làm gì tại sao vậy là về theo thống kê của bộ nhân lực tức là labor department cho biết rằng trong tháng 10 vừa qua, cái ngành lao động của Hoa Kỳ đã gia tăng được thêm 250.000 công việc. Đây là một cái sự kiện mà đã xảy ra liên tục và cái số thất nghiệp bây giờ tỷ lệ còn có 3.7. Đây là một cái con số thấp nhất kể từ năm 1969. Chưa bao giờ nước Mỹ mà lại kinh tế mạnh đến như thế. Rồi thêm vào đó Tại sao chúng ta gọi là kinh tế mạnh Quý vị biết rằng gọi là durable good order Tức là những cái đơn sản xuất và đặt hàng của các công ty làm đồ sản xuất gia dụng Như là tủ lạnh, tivi, như là bếp vân vân Gia tăng 0.7% trong cái tháng 10 vừa qua Trong cái tháng 9 cũng giống như tháng 10 liên tục gia tăng Đây là một cái sự kiện xin lỗi quý vị sẽ được cho thấy rằng là chúng ta có nhiều công việc làm cho nên lắm lúc mình cũng không trách được những người mễ nghèo nàn họ ở các quốc gia Guatemala, Honduras công có việc làm ngay cả mễ Tây Cơ họ đi làm một ngày hai ba đô la là nhiều mà họ qua đây vượt được đến đây họ đứng lang thang ở những homestay một giờ mười đô la quý vị không trả hỏng lắm cho nên Hoa Kỳ là một thiên đàng là như thế thiên đàng trần gian và mỗi một ngày người ta càng mơ ước được đến cái giấc mơ American Dream một giấc mộng Hoa Kỳ. Đã. Bản tin tiếp theo của chúng ta trước khi qua cái bản tin thứ ba thì chúng ta phải thấy rằng là vấn đề kinh tế Mỹ đến giờ này tuyệt vời chúng ta không cần phải mèo khen mèo ngắn đuôi chúng ta không phải khen phò mã tốt áo có đúng không? Lý do là vì hai năm qua Công việc bây giờ nó e hề đến cái độ Như chúng tôi có nhiều lần thưa Quý vị cứ vào cái sở gọi là sở EDD Tức là Employment Development Department Tức là sở nhân dụng, sở tìm việc của chính phủ Thì đấy công việc ê e hề mà không có người làm Đấy là chưa nói đến các cái công ty đang ùn ùn kéo nhau từ bên tàu cộng trở về Hoa Kỳ. Lý do tại sao các công ty bây giờ ở bên bên tàu cộng của Tập Cầm Bình lại bỏ tàu cộng mà trở về Hoa Kỳ? Dễ hiểu. Thứ nhất, chính sách thuế khóa. Tổng thống Donald Trump đã nói một cách rõ ràng trong cái luật thuế được ban hành vào tháng 12 năm 2017. Là tất cả các công ty mà đem hàng hóa về sản xuất của Hoa Kỳ gia tăng công việc làm cho dân chúng Mỹ sẽ được giảm thuế từ 10 cho đến 20% Thứ hai Tất cả tiền lời cùng ngoại quốc lâu nay có mà đem về lại Hoa Kỳ Sẽ được giảm thuế từ 35% xuống còn có 15% Trước khi 100 chúng ta đóng 35 đô Thì bây giờ 100 chỉ đóng vào khoảng 15 đô Trung mình Chứ thật ra là nhiều hơn Tại sao vậy? là vì quý vị còn được khai trừ thuế về những khoản tiền lỗ lã là những cái khoản tiền thất thu những khoản tiền tốn kém về vấn đề di chuyển tiền tháo máy gỡ máy bên tàu rồi đem về lại hoa kỳ lắp máy vào để sản xuất được đủ thứ tiền cho nên họ thấy họ có lợi nhiều hơn là đem hàng sản xuất bên tàu đấy là chưa nói đến khi sản xuất hàng bên tàu thì bị tàu nó lột chúng ta dùng cái chữ tàu nó lột nó là việc cộng mà nó là tàu cộng quý vị nào ở việt cộng việt nam mà không thấy việt cộng nó lột thì quý vị đó là chưa phải người việt thì ở bên tàu cũng thế nó lột từ cái vấn đề nó bắt phải giao cho công thức về sản xuất hàng hóa đó là một cái luật khốn nạn nhất đó là miếng cơm của người ta mà nó bắt người ta giao lại cho nó để người ta được làm sản xuất hàng hóa cái khốn nạn thứ gì tiền lời mà được đem ra khỏi ngoại khỏi khỏi nước tàu là phải khai thuế và phải trừ để nó ăn trận một món trận đầu món thứ ba tất cả hàng hóa của tàu của mỹ mà sản xuất bên tàu còn phải lại quả cho những cái tên cộng sản cán ngỗ nằm vùng ở ngay trong nước tàu tại sao gọi là tàu cộng sản mà nằm vùng là vì nó nằm chỗ mà nó không có quyền hành nhưng nó lại áp phe cho những thằng lớn những thằng cán ngỗ lớn nó có quyền nó do cho đàn em nó chạy đường sau để áp phe trở thành các bọn cộng sản lâm vùng thì cái bọn việt cộng nó học bài y như của tàu cộng cho nên các công ty lớn đều từ từ họ đem trở lại hoa kỳ vì thế mà công việc ô là la nếu quý vị có tài quý vị sẽ có tiền thế là cái đời sống của tổng thống donald trump ông ấy chủ trương trong lúc ông ấy ra thanh tranh cử ba điều điều thứ nhất american first nghĩa là sao tất cả mọi việc dành cho nước mỹ dành cho nhân dân Mỹ. Ông ta ra Liên Hiệp Quốc lần thứ nhất cũng như lần thứ nhì. Lần thứ nhì vừa rồi 25 tháng 9 ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước 192 phái đoàn cử tọa của nhân loại. Ông ta nói một câu, tôi là một người lo tổ quốc Hoa Kỳ trước hết. Và tôi muốn quý vị lãnh đạo các quốc gia cũng nên lo tổ quốc của quý vị chưa hết Để quý vị lo cho dân của quý vị Vì vậy cho nên cái bọn xã hội chủ nghĩa cộng sản nó không bao giờ lo cho dân nó chỉ lo lột dân cho nên tôi kêu gọi cả thế giới hãy hợp tác với nhau lật đổ và tiêu diệt cộng sản xã hội chủ nghĩa quý vị thấy chưa thế thì hôm nay kinh tế của nước mỹ nó bùng nổ chứ không còn là nó gọi là nở rộ nữa về mọi phương diện hàng hóa làm tất cả hoa kỳ lâu nay ở bên Canada, lâu nay ở bên Mỹ Tây Cơ, lâu nay ở bên Tàu, lâu nay ở bên Nhật, giờ này rút về Hoa Kỳ để phát triển. Thì đương nhiên người Mỹ phải có tiền, phải có việc làm. Suốt 8 năm làm Tổng thống của Obama, nước Mỹ mất 6 triệu 300 nghìn công việc. Tôi nhắc lại, sau 8 năm làm Tổng thống của Obama, nước Mỹ mất 6 triệu 300 nghìn công việc. Đó là thống kê của Sở Nhân dụng của Hoa Kỳ. Là vì hàng hóa đều đem qua bên tàu xuất cảng cả Câu số 2 8 năm làm tổng thống của Obama Phải vay nợ tàu cộng đến 3.000 tỷ đô la Tại sao vậy? Lắm quý vị bảo làm gì mà nó vay nợ nhiều thế Chả dạ, thưa đúng Cứ một năm chúng ta tính trung mình Mất 400 tỷ hàng hóa Deficit Tức là thua bên tàu Bán cho tàu được có hơn 100 tỷ nhưng mà mua của tàu lại trên 500 tỷ 515 lên 130 tỷ Có những tháng Hoa Kỳ mất đến 100 tỷ tiền hàng hóa Deficit Tức là thua Mình dùng danh từ một chút cho vui Cán cân chi phó bị thâm thủng Thế bây giờ chúng ta cứ tính sơ 1 năm 400 tỷ Mà 8 năm có phải 3.200 tỷ không? Đây là mới có nước tàu không thôi rồi đối với lý nhật nước Mỹ một năm cũng tốn vào khoảng độ gần trăm tỷ Là vì mua xe Toyota, mua xe Honda, mua xe Mitsubishi, mua xe uh, Kawasaki Rồi lại bán cả Mitsubishi, cả Honda Mua tất cả những cái loại xe cần thiết cho đời sống của Hoa Kỳ Mà quý vị biết Hoa Kỳ là một đời sống cao nhất thế giới Nghèo giàu không cần, ra đường là phải có cái xe hơi Dù 500 đô la cũng là một chiếc xe hơi hay là 100 nghìn hay là một triệu đô la thì cũng thế. Người dân Hoa Kỳ cứ mức sống phải cao. Rồi bán lại cho cái gì? Bán lại cho tàu một số gạo, một số đậu nành. Và nó còn ngăn cản cái thị trường không cho xâm nhập. Nhất là thị trường về vấn đề high track sản xuất máy móc ngăn cản là vì nó đã cho công ty Mỹ sản xuất ở bên tàu thì làm sao nó còn mua hàng của Mỹ đem qua tàu nữa. Thế thì 8 năm như vậy Obama mất 3.200 tỷ tiền hàng hóa thâm thủng. 8 năm của Obama lại còn mất thêm hàng chục ngàn tỷ đô la với Liên minh Âu Châu, với Canada, với Mỹ Tây Cơ, với Nhật Bản. Quý vị thấy chưa? Rồi trong 8 năm đó Obama lại cho ông tập cầm bình an cắp. Nó cho du học sinh, nó lấy cớ, nó qua học hành Mỹ hay quá. Quý vị biết đến bây giờ, ông Tổng thống Donald Trump nói đó. 435.000 sinh viên Tàu Mà quý vị biết Tàu là dân rốt qua có phải nó học đâu Còn ăn cắp Một phần nó ăn cắp Phần khác qua lo lại quả Kiếm những thằng nào có máu mặt đưa gái đưa đô la Đây là chính sách của Tàu Tôi đã nói nhiều lần Và hôm nay tôi nói lại thêm một lần nữa Tàu nó bảo rằng là mọi việc đều có thể mua được bằng tiền và nếu mà mọi việc không mua được bằng tiền thì phải mua được bằng thật nhiều tiền. Sao Đô la và gái, đô la và gái. Nói theo cái giọng Cộng sản Bình Nhân Nập nà và đô na. Đô na và nập nà. Mỹ chết là cái chắc. Nếu như kỳ vừa rồi Hillary tưởng tượng Hai năm thắng vừa rồi, rồi thì giờ này chúng ta làm sao? Ít nhất 10 đến 20 triệu dân tàu phù của tập Cẩm Bình Giờ này chắc chúng ta phải học tiếng Tàu Mới sống được ở Cali Nhưng mà dân Mỹ quý vị thấy nó cao lắm Thứ nhất nó tin vào Chúa Thứ nhì cái nó có học hành đàng hoàng Cho nên nó đã không bầu Hillary Mà nó bầu Donald Trump Thế thì hôm nay cái câu chuyện kinh tế của Mỹ Chỉ còn có 4 ngày nữa Nó là lý do ông Tổng thống Donald Trump nói rằng Quý vị yên tâm đi Đảng Dân Chủ không làm được gì đâu Chúng ta cũng lại chiếm được cả Hạ Viện, chúng ta lại chiếm được cả Thượng Viện. Bởi vì mình cứ nói chuyện bình thường, không cần phải thần phép gì cái gì cả. Ông uh, Tổng thống nói một câu, quý vị muốn có một đời sống lãnh tụ, do lo cho dân, cơm no, áo ấm, đời sống cao, công việc bảo đảm, con cái học hành và bình an. Thế thì trong suốt hai năm qua tôi đã đem tất cả những điều quý vị mong muốn, quý vị còn muốn gì ngoại trừ ba thứ mà dân chủ cài trớn, nó muốn làm loạn để cho nó được lấy tiền của Tàu. Như là con Hillary, như là thằng Obama, như là mấy cái thằng dân chủ cài trớn khác, như là mấy con mẹ giáo đâm từ thượng tối các pháp viện, Ginsburg đến cái thượng viện của Cali là con mẹ Dianne Feinstein. Thì tất cả cái lũ đó đều thất bại cả vì chúng ta có thường bàn tay mầu nhiệm của Thượng Đế. Cho nên thưa quý vị, chúng ta mạnh đã tin tưởng ngày bầu cử mùng 6 tháng 11 tới đây, xin quý vị hãy đi bầu cho thật đông. Và tôi dám mất tôi nói, quý vị chỉ muốn bầu cho những người nào đem lại cơm no áo ấm cho quý vị và con cái quý vị. Có phải không? Vâng, kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện của chúng ta liên quan đến Iran, tức là Ba Tư. Ba Tư là một quốc gia Hồi giáo, không phải là kẻ thù của hoa kỳ trước kia mà thật là một đồng minh thân thiết của hoa kỳ cái người cai trị sau cùng của nước ba tư là ông kinh sa ông kinh sa được học hành ở hoa kỳ ông kinh sa được hấp thụ nền văn minh của hoa kỳ được vua cha cho đến mỹ học và kinh sa lấy vợ cũng lại là dân hoa kỳ cho nên những người con của ông vua sa mà thời đó gọi là Hoàng tử Sa Jr. và chúng tôi có một người bạn người Việt cũng có một người con gái lại lập gia đình với người con trai của ông vua Sa ở tiểu bang Florida khi mà ông ta bị lật đổ thời đó là thời uh, Jimmy Carter dân chủ quý vị thấy không dân chủ đi đến đâu nó làm loạn cái nước người ta đến đó Việt Nam Cộng Hòa nếu như không có thằng Cao Lốt nếu như không có thằng Harriman Nếu như không có John F. Kennedy ăn chơi tội lỗi Nước Mỹ không bao giờ phản bội Việt Nam Cộng Hòa Bằng chứng là vua của thế giới còn phải kính nể Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Qua sự giới thiệu của ông Eisenhower Chắc quý vị còn nhớ là Tổng thống Eisenhower là một vị thống chế năm sao của Hoa Kỳ Ông đã từng là Tổng tư lệnh tối cao của quân đội đồng minh ở Thế giới Thế chiến nhắc lại tí cho vui ngày đó bên Đức có tướng uh, Roman tướng Roman người ta được mệnh danh là con cáo ở trên sa mạc the fox of the desert con trồn trên sa mạc chế ngự cả chiến trường của Bắc Phi các quốc gia đều khiếp sợ cho đến lúc Hoa Kỳ đưa ông Eisenhower thống chế năm sao qua làm tổng tư lệnh tiêu diệt Roman mà Roman bị tiêu diệt cũng chỉ vì cái thằng Hitler Cái thằng đó nó không muốn dùng cái người có tài Đa số những người lãnh tụ mà rốt thì sợ người có tài Chúng ta thấy rõ ràng Cộng sản có bao giờ dùng người có tài đâu Tôi chỉ nói sơ một thí dụ quý vị còn nhớ thôi Chắc quý vị còn nhớ người Việt Nam mà tài một thiên tài ở Pháp Quốc ngày trước Thời Hồ Chí Minh Đó là cụ Nguyễn Mạnh Tường hồi đó mới 23 tuổi đậu hai bằng tiến sĩ một cái doctor Eletre, tức là tiến sĩ văn chương và một cái doctor en là một cái tiến sĩ luật khoa người tài người hùng của đất nước Việt Nam thế thì Hồ Chí Minh mới thấy người người, người tài như vậy và khi mà đi dự hội nghị Fontainebleau cho quý vị còn nhớ ở Đà Lạt Hồ Chí Minh viết thơ cho cùng Nguyễn Mạnh Tường mời ngài về nước phục vụ giúp cho đất nước Thế thì khi cùng Nguyễn Mạnh Tường lúc bây giờ tưởng Hồ Chí Minh là một cái tên yêu nước thật. Mình nghe lời Hồ Chí Minh đi về nước. Dự hội nghị Phong Lô làm vinh danh cho nước Việt Nam. Vì lúc bây giờ họp với cái thằng toàn quyền Đông Dương là thằng Claire cho quý vị còn nhớ. Thằng Claire đó nó rất kính nể Nguyễn Mạnh Tường. Ông ta là một giáo sư ở Sorbonne. Ông ta là một người đậu tiến sĩ ở Pháp đàng hoàng. Và cái danh ông ta nổi như cồn. Thì trong cái buổi họp đó thì ông toàn quyền Đông Dương Hồ Chí Minh là được sột rác không đáng kể Mời cụ Nguyễn Minh Tường ra ngoài Veranda để nói chuyện Thì trong lúc hai người nói chuyện thân mật vui vẻ Trở lại Thì cái phe Hồ Chí Minh có những tạ đình đề Như Đức Võ Nguyên Giáp Hót với nhau nói rằng Cái thằng Nguyễn Minh Tường này nó theo Tây Từ đó Hồ Chí Minh không dùng Nguyễn Mạnh Tường nữa Sợ người tài hồ Hồ Chí Minh nó dốt, nó không biết ai là giỏi, nó chỉ sợ những người có tài. Cũng như những cái cơ sở Việt Nam làm ăn, tại sao lại không thành công vì họ dùng người dốt. Việt cộng bây giờ phải dùng toàn cái thằng Nia toàn cái thủ tướng mà cờ lờ lắm người bảo cái thằng là thủ tướng cạo lông mẹ vợ, xong rồi lôi vợ đó nó cạo gọi là cạo lông vợ. Chứ làm gì trên thế giới làm gì có cái thứ mà cờ lờ vờ cờ lờ vờ đâu Mà nó còn cái ngu nữa Chắc vì qua mấy cái cuộc diễn hành của nó về Hội An nó là dân của Nam mà Cho nên nó làm thủ tướng thì nó về nó muốn vinh danh bái tổ nó đi cả một cái phái đoàn xe một CD của nó ở Hội An đi qua chùa cầu đi qua đường Cường Lễ đây là báo chí người ta chụp đàng hoàng mà quý vị nhớ là cái khu cường để đó Là cái khu qua chợ cả, ở chùa cầu đó Cái khu chùa Phước Kiến đó Là cái khu phải đi bộ Cấm xe hơi đi qua Để họ bảo tồn những di tích cổ Vì Hội An là một thành phố trước Tây Nó gọi là Phe Phô Nó có đến 4 trăm tuổi Chứ không phải là 1-2 tuổi Ngay cả cái di tích chùa cầu ở Hội An Ai cũng nhớ đi vào có hai con khỉ Bên kia hai con chó đá Bên là hai anh khỉ đá đó là một di tích của người Nhật để lại và có nhiều truyền thuyết còn cho rằng người Nhật là té ám bùa vậy mà cái tên thủ tướng Collavere này nó đi cả một phái đoàn Mercedes mười mấy chiếc đi qua cái đường mà người ta cấm có phải là thằng rốt không Điếc không sợ xúc thuộc vào lại mấy chú tàu nghe kèn thế nói lại nước Việt Nam thua nước Mỹ quá xa dân Mỹ người ta đã sáng suốt bầu cho ông Tổng thống Donald Trump. Vì thế cho nên câu chuyện hôm nay Ba Tư đã sợ Tổng thống Donald Trump. Cỡ như Tổng thống Jimmy Carter coi như nó bóp bụi. Tại sao vậy? Quý vị có nhớ thời Jimmy Carter lắm. Có hai cái điều. Thứ nhất, nó lật đổ kinh sa của nước Iran. Nó đưa thành cha già điên ở bên Pháp về comedy. Và nó lọc lại đó là thần quyền. Những cái, những cái dân tộc thiểu số nó ngu lắm giống như mấy cái dân tộc thiểu số khác đưa mấy uh, tu sĩ về cái xong là tôn làm thầy tôn làm sư phụ mà đất nước do mấy người sư phụ đó điều chỉnh chỉ đất số hố thôi nó xây những cái chùa hồi giáo lộng lẫy nhưng mà ông Mohammed ông có ở chùa đâu Mohammed là ông ở sa mạc ông ở lều giống như Đức Phật Thích Ca đâu có ở những dinh thự đâu Đức Phật thích ca thành đạo ở dưới gốc cây bồ đề. Quý vị tìm cho tôi có cái chỗ nào mà nói Đức Phật thích ca thành công, ông ấy tu thành đạo ở trong cái cung cái vua cung uh, hoàng cung tráng lệ của ông vua cha đâu? Nâu. No. Ông thấy vậy ông chán ông bỏ ông đi. Ông tìm đến dưới cây bồ đề, ông ngồi, ông tụ vào, ông thành Phật. Ánh sáng đạo vàng chỉ phát ra ở dưới cây bồ đề. Anh sáng đạo vàng không phát ra ở những ngôi chùa nguy nga giả dối thế thì trở lại vấn đề ông Mohammed của hồi giáo cũng thế thằng này anh Kobini nó đệ tử nó về nó lại xây những cái tòa nhà trắng lệ để nó làm gọi là thần quyền của Iran mọi việc của nước Iran Ba Tư đều phải do cái tội thần quyền này nó quyết định mà nó rốt thì nó dắt cái thầm mùi xuống hố là chuyện thường Thì hôm nay Tổng thống Donald Trump nói rằng là cái ông Obama này nó đưa ra một cái lệnh quá thiệt thòi cho Hoa Kỳ trong cái vấn đề cấm Iran sản xuất nguyên tử. Iran vẫn sản xuất tiếp tục mà Obama phải cho Iran 140 tỷ đô la để lấy lòng để nó nuôi tụi khủng bố. Đấy quý vị thấy ông Obama còn đấy. Những điều mà ông Donald Trump nói còn đấy. Không ai đã xấu ai hết. Vậy mà giờ nó vẫn truyền mặt của nó ra thằng Hussein. Bà ba Barack Obama nó vẫn ra đi tuyên bố nói, ờ, Cái nền kinh tế nó mà thành công đó, Đầu tiên nó bảo cho tôi Xong rồi tôi chửi quá Bây giờ nó không nói nó cho nó mà Quý vị hãy hỏi rằng ai là cái người đã tạo ra cái nền kinh tế ngày hôm nay Là quý vị phải biết trả lời Ông nội đó chứ ai <laughs> Thành thử ra Chúng ta thấy rõ ràng Tổng thống Donald Trump là một con người tuyệt vời Ông vừa tuyên bố Bắt đầu từ thứ hai này Mỹ sẽ ra lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran trở lại những cái điều mà Obama đã bỏ đi từ năm 2015 sau khi ký một cái hiệp ước với năm quốc gia khác và giúp cho Ba Tư không phát triển võ khí nguyên tử. Nhớ nhé, cái câu nói là không phát triển chứ không phải là kiểm soát cái việc làm của họ không được làm nữa. Cho nên nó vẫn phát triển và không có người kiểm soát. Đến bây giờ, ông Tổng thống Donald Trump nói rằng hai cái hệ thống của Iran mà đang sống được thứ nhất sốt cảng dầu hỏa thứ hai banking business là vấn đề ngân hàng thế thì tất cả những cái hệ thống rửa tiền của thế giới của những cái nước độc tài nó gửi vào ngân hàng của offshore của ngân hàng ở ngoài khơi ở ngoài biển trong đó có ba tư Tổng thống Donald Trump nói những ai mà làm ăn với tụi ba tư này mà ngân hàng sẽ bị phạt. Tiền bạc ở Hoa Kỳ sẽ bị frozen, sẽ bị phong tỏa. Mà cái bọn cả chớn nó gọi là đóng băng, tiền nó sẽ đóng băng, ngu. Donald Trump còn nói một câu hay nữa. Ai mà còn liên lạc vấn đề mua bán dầu hỏa với thằng Iran thì sẽ bị chế tài. Quý vị biết ngay rằng ai? Tô Cộng, Tập Cẩm Binh hiện nay khách hàng mua dầu hỏa nhiều nhất của Iran là thằng tàu xong rồi đến hoa kỳ và bây giờ tổng thống ngưng cái vấn đề đó thì tàu sẽ bị chết và ba tư cũng bị chết rồi đến bây giờ đảng dân chủ bảo ô chúng tôi còn có 4 ngày nữa là bầu cử chúng tôi phải cố gắng vận động để chiếm lại hạ viện chiếm lại thượng viện cho nên đưa obama đem ra để ra đi tranh cử bắt trước Tổng thống Donald Trump. Năm ngày mà ông đi 8 tiểu bang, Montana, Indiana, rồi Florida, vân vân, Thì Obama năm ngày cũng đi 6 tiểu bang. Rồi lại dùng cả Oprah Winfrey là một cái con mẹ nhiều lời của tụi da đen để bây giờ vận động cho các thượng nghị sĩ cũng như là các thống đốc. Và câu chuyện đến đây thì quý vị sẽ thấy rằng là Đảng Dân Chủ mất niềm tin. Lý do là vì bây giờ chúng ta ở Việt Nam có một câu chuyện Bỏ đảng Cộng sản Thì ở Mỹ có phong trào Bỏ đảng Dân Chủ Đó là câu chuyện xảy ra ở Thị trường tự do Gọi là công viên tự do Freedom Plaza Trong ngày 27 tháng 10 vừa rồi Đã có trên 5.000 người Của đảng Dân Chủ Đi biểu tình và tuyên bố bảo Chúng tôi chán đảng Dân Chủ quá rồi cũng như cộng sản Việt Nam các đảng viên thì trang ngay cả cái tên Chu Hạo Chu Hảo nào đó và 14 tên gọi là trí thức của Cộng sản cũng bỏ đảng Cộng sản. Thì cái đảng Dân Chủ bây giờ trên giấy tờ ít nhất 5.000 người đã bỏ đảng Dân Chủ. Và những ngày sắp tới nếu như sau cuộc biểu cử này mùng 6 tháng 11 con số hứa hẹn có thể lên đến cả trăm nghìn. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn biết vào trông chờ bàn tay mầu nhiệm của Thiên Chúa. Xin kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.